cả 10 phút của mình. Mai chị gửi địa chỉ chính xác cho nhé. Chờ mai gửi địa chỉ chính xác cho nhé. Bảo vâng. Và chị gửi đi sẵn, chị gửi cho em để sáng mai gửi hàng. Cả chị ở gửi đi để gửi địa chỉ để sáng mai còn gửi hàng cho chị. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Các chị vào đi nào, mọi người vào đi ạ. Xin chào tất cả tình yêu đang xem livestream của em ạ. Có áo phông cổ tim không chị? Áo phông cổ tim em có nhé, chị lợn con nhá. Có cổ tim luôn nhá. Mã gì cũng có, mọi người vào đi nào. Mọi người vào thật đông vui để em bắt đầu bán hàng nào. Mọi người vào chia sẻ thật mạnh lên nào. Chia sẻ nhá. Tối nay em lại tiếp tục sale rẻ nhá chị nhá. Tiếp tục sale rẻ tất cả các mã có tại cửa hàng luôn. Đấy rồi, ok. Có chị lợn con nhá, tí nữa em sẽ sale nhá. Nào mọi người vào thật đông lên. Tối nay em sẽ sale thật rẻ luôn nhá mọi người nhá. Tối nay em sẽ sale thật rẻ nên là mọi người vào đông đi ạ. Mọi người vào đông chia sẻ mạnh lên nào. Các chị vào đông chia sẻ mạnh lên cho em. Tối nay sẽ sale thật rẻ này các chị này. Tối nay sẽ sale thật rẻ luôn. Xin chào chị Hoa Em này. Xin chào chị Phương Thúy ạ. Xin chào chị Võ Thị Dung Võ nha. Mọi người vào đi nào. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên nào. Chị ơi còn phần áo trắng cho em không ạ? Chị Hiền Nguyễn áo trắng ren đúng không nhở? Của chị có phải áo trắng ren không hả chị Hiền Nguyễn nhở? Chắc là vẫn còn đấy. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều lên cho em. Xin chào chị Nhung Lung Linh lâu lắm hôm nay mới thấy chị. Chào chị Hà Dương nhá. Chào chị Mai Ninh Nguyễn này. Lâu lắm vào với hôm nay và mới vào xem live của em lâu lắm rồi mới thấy các chị. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em. Xin chào tình yêu nào. Các chị đang xem live comment để em biết là em để em chào mọi người nhá. Mọi người đang xem live của em comment để em biết để em chào mọi người đi ạ. Chào chị Nhung Lung Linh hôm nay có mua gì cho em không? Rồi ok lợn con, một chút xíu nữa em sẽ like nhá. Hôm nay em sẽ sale thật rẻ nhá. Hôm nay em sẽ sale thật rẻ luôn. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Chia sẻ mạnh lên, đông vui. Vừa chơi game, vừa bán hàng, vừa sale thật rẻ nhá mọi người nhá. Vừa chơi game, vừa bán hàng, vừa sale thật rẻ. Nên mọi người chia sẻ nhiệt tình lên. Chia sẻ mạnh tay lên cho em. Chia sẻ vào trang lên trang cá nhân và vào hội nhóm nhá mọi người nhá. Nào mọi người chia sẻ đi nào. Chào chị Bibi nha, chào tất cả mọi người nhá. Mọi người xem rõ chưa, mọi người xem rõ chấm cho em xin một chấm nào. Chấm cho em xin một chấm để em biết mọi người đang xem live stream của em nhá. Chào chị Cẩm Hằng Lê nhá, chào tình yêu nhá. Mai em sẽ gửi hàng cho tình yêu ạ. Mọi người chia sẻ nhá, mọi người chia sẻ nào. Tối nay sẽ sale sốc luôn, sale sập sàn lỗ vốn luôn nhá mọi người nhá. Chào chị Lê Hương ạ. Dạ. Mạng mấy hôm kém quái mạ. Vâng, mạng mấy hôm nay hơi kém không áo như chị mặc ý. Áo như em mặc vẫn còn nhá chị Hiền Nguyễn nhá. Nếu mà mua gì thêm để mai em gửi hàng cho nhá tình yêu nhá. Áo như em mặc vẫn còn luôn. Nào, mọi người chia sẻ nhiều lên. Xin chào chị Đàm Kiều Trang này, xin chào Trẻ Trung nhá. Chào tất cả các chị nhá. Mọi người chia sẻ thật mạnh tay lên. Tối nay sẽ theo sale rất là rẻ luôn. Mọi người vào đông vui đi ạ. Mọi người vào đông vui nào. Xin chào chị Nhung Ngô này, chào chị Võ Thị Dung Võ nhá. Nào mọi người vào đông vui đi, tối nay em sẽ sale rẻ luôn. Sale sập sàn luôn mà mọi người mà tối nay mà bỏ qua livestream của em thì thực sự rất là tiếc đấy. Tiếc quá luôn nhá, em xin chào chị Đỗ Thanh Hải, chào chị Thu Hậu Nguyễn ạ. Tối nay mà mọi người bỏ qua livestream thì tiếc lắm. Tại vì tối nay em sale rẻ lắm nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ chưa ạ? Mọi người chưa chia sẻ thì chia sẻ đi nào. Mọi người chưa chia sẻ thì chia sẻ mạnh lên nhá. 53 cân vừa áo đó không? 53 cân có vừa áo em mặc nhá. Chào chị Nhung Ngô, chào chị Trang Suki. Chào chị Thảo Nguyên Lê nào. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên. Các chị đừng thả tim thả like nhá. Tại vì mạng rất là lag ấy. Nên là mọi người đừng thả tim thả like. Mọi người yêu quý em thì chia sẻ cho em nhá. Mọi người yêu quý thì chia sẻ cho em. Chào chị Tô Thu Hà, chào cô Vui nha. Chào chị Yên Bình nhá. Mọi người yêu quý em thì chia sẻ cho em nào. Chia sẻ nhiều lên cho em nào. Tối nay sale rẻ luôn này. Tối nay sale sốc, sale rẻ nhá. Em sẽ bán mã đầu tiên này. Mã
Đầu tiên là em phải bán quần chấm bi nhá. Quần chấm bi như em đang mặc này các chị này. Quần chấm bi như em đang mặc có hai màu đỏ và đen. Đây, quần chấm bi như em đang mặc có hai màu và đỏ và đen đây. Tối nay em sẽ sale rẻ luôn này các chị này. Sale rẻ luôn. 120 sẽ sale xuống còn 80k thôi nhá các chị nhá. 120 sale xuống còn 80k này các chị này. 120 sale xuống còn 80k. Quần bao đẹp luôn nhá, quần lụa bao đẹp luôn đây. Quần bi này. Quần bi nhá, lụa đẹp nhá các chị nhá, lụa đẹp luôn nhá. Bao đẹp luôn. Tối nay em sẽ sale mã này xuống còn 80k dành cho các chị chia sẻ livestream. Nào mọi người chia sẻ mạnh lên cho em, ai lấy quần comment quần mã này các chị từ 50 55 cân một quần. Không thoải mái mà. Mã này các chị tầm khoảng 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Chị nào lấy comment cho em này, màu kèm số điện thoại, 120 sale xuống còn 80k. 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Quần hàng Quảng Châu bao đẹp nhá, quần lụa đẹp lắm. Chị nào lấy comment cho em này, màu kèm số điện thoại cho em, có màu đỏ và màu đen nhá, đỏ đen này, quần lụa như em đang mặc đấy nhá. Chị nào lấy comment cho em, tối nay em sale khoảng 80k mọi người, 53 54 cân quay đầu là mặc đẹp nhá. 53 54 cân quay đầu mặc đẹp này, ai lấy comment cho em này, màu kèm số điện thoại, đỏ đen nhá chị nhá. Đỏ đen nè. Đỏ còn duy nhất một chiếc nào, chị nào nhanh tay được đỏ nè. Chị nào nhanh tay là dinh cho mình một chiếc đỏ này, cực kỳ thời trang luôn nhá. Rất là dễ mặc áo nhá. Rất là dễ mặc áo luôn. Em có váy ạ, có nhiều váy này, em sẽ bán mã quần này trước này. Bán mã quần này trước, chị nào ưng mã quần này thì chốt mã quần này cho em này. Chị nào ưng mã này thì chốt cho em nhá. Đây em đang sale 80k này, 120 sale còn 80, chị nào lấy comment cho em. Comment cho em màu kèm số điện thoại này. Đấy, mã này các chị từ 40 cân nhá đến khoảng 53 cân là mặc đẹp nhá. 40 cân đến 53 cân mặc đẹp này. Quần lụa nhá. Quần lụa này, quần bi nhá. Quần bi đỏ, quần bi đen. Có ai chốt mã này không nè? Ai chốt mã này comment nè. Màu kèm số điện thoại cho em nào các chị nào. 80k một quần thôi nhá mọi người nhá. 80k một quần này, ai lấy comment cho em này. Đang sale rất là rẻ luôn. Chị nào lấy comment nhá, để em qua mẫu nhá. Ai lấy mã này comment cho em để em qua mã khác. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình, chia sẻ mạnh lên cho em để em qua mã khác nào. Em qua một số mã sẽ sale thật rẻ nào. Mọi người chia sẻ thật nhiệt tình cho em. Xin chào chị thay đổi cuộc sống nha. Hôm nay có mua gì thêm không tình yêu ơi? Có áo khoác kiểu không? Áo khoác thì em chưa có đâu. Áo khoác thì mình chưa có nha. Có sơ mi với tất cả các mã hàng mùa hè thôi. Đang theo để chuẩn bị đón hàng thu về. Theo rất là rẻ luôn. Đây nha mọi người chia sẻ cái đây hết rồi. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều lên cho em nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên cho em nhá. Bán tiếp mã quần sóc này các chị này. Bán tiếp mã quần sóc hàng bò giấy nhá mọi người nhá. Bò giấy co giãn thoải mái luôn. Đây, bò giấy co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Mã như em đang mặc này. Mã như em đang mặc nha các chị nhá. Mã như em đang mặc này, em sẽ bán mã đầu tiên này. Mã này em sẽ sale là 90k này các chị này. 90k hàng bầu giấy nhá. Các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu mặc đẹp, bao đẹp luôn nhá. 55 cân quay đầu bao đẹp luôn. Từ 40 cân trở lên đến 55 cân. Kể cả các chị 35 cân mặc cũng vẫn được nhá. Đang sale là 90, à 90k vậy.
90k một quần này. Đây rất là đẹp luôn, đính kim sa nha. Đây, cái phần này là đính kim sa này chị này, các chị này. Chị nào lấy comment cho em shop bò kèm số điện thoại nhá. Xin chào chị Lê Bùi Lê, Lá Bùi Lê Nguyên nha, quần shop bò đấy chị này, có lấy thêm không để mai em gửi này. Chào chị My ạ. Chào chị Phương Linh nha, chào chị Diệu Nguyễn nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em đi nào. Chào chị Trần Thị Hương, chào chị Mai Nguyễn Ely này. Mọi người vào chia sẻ thật nhiều cho em. Nào có ai chốt mã này không nào? Mã này em sale 90k nhá. 90k kim sa đẹp lóng lánh luôn này. Ai lấy comment cho em shop bò kèm số điện thoại nhá. Shop bò kèm số điện thoại. Mã này là 90k sale rẻ luôn. Sale rẻ luôn này các chị này. Có ai chốt cái mã này không nào? Ai chốt mã này comment nào. 90k kèm số điện thoại cho em. Các chị chốt mã này thì comment nhá. Em còn một mã nữa. Mã này rẻ hơn này các chị này. Mã này cũng là bò giấy nhá. Bò giấy này. Siêu co giãn luôn. Chất siêu co giãn, siêu mềm đẹp luôn. Giá là 60k một quần. 60k một quần nhá. Siêu co giãn luôn này. Đấy. Siêu co giãn luôn. Chị nào lấy cái loại rách thì comment là hàng 60k nhá. Hàng rách này 60k kèm số điện thoại. Còn lấy mã như em đang mặc này. Mã như em đang mặc là 90k nhá. Ai lấy thì comment này. Đấy, mã em đang mặc thì comment 90k. Còn mã này là 60k. Ai lấy thì comment cho em. Mã kèm số điện thoại cho em nhá. Mã kèm số điện thoại. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Hôm nay mọi người chia sẻ ít thế nhờ, mọi người chia sẻ thật nhiều cho em đi. Các chị có muốn chơi mini game không? Chia sẻ lên 50 view nhá. Chia sẻ lên 50 view tặng áo nào. Mọi người chia sẻ cho em đi nào, mọi người chia sẻ vào hội nhóm chợ cho em nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm chợ cho em lên 50 view để em tặng áo cho các chị nào. Tặng áo nhá, mà hôm nay em sẽ bán giá sốc luôn, lô vốn bằng một nửa luôn. Có ai lấy quần này không nào? Ai lấy quần này comment này. Mã này là 60k nhá. Còn mã em mặc là 90k. Mạng không xem được, chán quá. Mạng không xem được các chị. Mạng hôm nay chán nhở. Mạng mấy hôm nay chán ghê luôn đấy. Chị Giang Nguyễn ơi, đơn của chị đến nơi rồi nhá. Chị ra bill lấy giúp em nha, tình yêu nha. Đơn hàng của chị đến nơi rồi, không biết chị đã nhận được chưa. Nào, mọi người chia sẻ đi, mọi người chia sẻ nhiều vào hội nhóm chợ cho em đi nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm chợ cho em nhá. Các chị có muốn chơi mini game không? Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em tặng váy này. Chia sẻ thật nhiều để em tặng váy đi. Hôm nào em cũng muốn tặng quà cho các chị nhưng mà mọi người. Nhung lung linh, 53 cân mặc vừa chị Nhung ơi, 53 cân mặc vừa nhá. Áo đang mặc có màu đen không? Áo em đang mặc hết đen rồi, áo em đang mặc chỉ còn trắng thôi. Mọi người chia sẻ thật nhiều để em tặng váy đi. Hôm nay em tặng váy đây mọi người này. Tặng váy nhưng mà mọi người chia sẻ lên 80 view nhá. Mọi người chia sẻ lên 80 view để tặng váy nào. Chia sẻ lên 80 view để em tặng váy đi các chị này. Tặng váy nhá, tặng váy đẹp cho mọi người này. Tặng váy không đồng, tặng miễn phí luôn. Mọi người phải chia sẻ thật nhiều cho em để tăng view. Em đang bị hạn chế tương tác lắm nên mọi người phải chia sẻ thật nhiều để tăng view mạnh lên, khỏe lên. Thì em vừa bán rẻ vừa tặng nhiều quà cho các chị nhá. Vừa bán rẻ còn vừa tặng nhiều quà cho các chị nữa. Đấy. Rồi ok chị xinh bông. Đây nha mọi người chia sẻ lên 80 view để tặng váy đi. Toàn là view thấp thôi. Lúc nào nhà em cũng đưa ra view thấp để cho mọi người chia sẻ nhá. View thấp nhà em không đưa ra view quá cao. Mọi người chỉ cần chia sẻ mạnh tay lên. Mỗi người chia sẻ nhiều vào hội nhóm chợ của mình ấy. Thì lên 80 view thì không có gì đơn giản. Tại vì bình thường nhà em cũng 100, 200 view là bình thường mà. Rồi ok chị Nhung Linh lấy quần em mặc đúng không? Quần em mặc là 90k nhá. Comment 90k kèm số điện thoại cho em này. 90k kèm số điện thoại cho em. Mọi người chia sẻ lên 80 view để em tặng váy này. Tặng váy không đồng luôn này. Tặng váy không đồng nhá các chị nhá. Tặng váy không đồng luôn, mọi người chia sẻ cho em đi. Em xin chào chị Thương. Tặng váy không đồng luôn cho các chị luôn. Em không tiếc vì quà đâu, tại vì em rất muốn tặng quà cho mọi người nhưng mà view ngày nào cũng thấp ý, mọi người phải chia sẻ thật nhiều thật mạnh ấy cho em đông vui. Mọi người chia sẻ nhiều đông vui vào thì bán hàng vừa rẻ lại còn các chị có thể may mắn nhận được quà của shop nữa. Ngày nào cũng có game tặng quà luôn, ngày nào em cũng tặng quà cho các chị luôn.
Không phải chị Hoa của mày này. Rồi ok, chị Nhung Nhung Linh lấy quần bò rách là hàng 60k. Chị lấy rách mà mẹ. Đây rồi ok, chốt cho chị Nhung Nhung Linh một chiếc rách này. Mọi người không chia sẻ cho em tí nào à? Mọi người chia sẻ cho em đi. Mọi người phải chia sẻ cho em nhiều và mới vui chứ. Nào các chị nào, mã này nha, mã này cũng 60k này. Mã này cũng 60k nha, không rách nha. 60k không rách này. Đây 60k không rách đây. Ai lấy comment cho em, ai lấy comment cho em này, 60k không rách, có cả rách và không rách nhá. Có cả rách và không rách. Ai lấy 60k rách thì comment 60k rách cho em. Đây 60k rách và 60k không rách này. Ai lấy đi comment cho em. Mọi người chia sẻ cho em đi nào mọi người ơi. Đây nha, mã này là mã không rách nữa chị này. Mã này là mã không rách, em có mã rách và mã không rách. Chỉ có giá là 60k một quần thôi mà hàng bò giấy nhá, bò giấy cực mát luôn. Hàng nhà em siêu đẹp luôn mà chỉ 60k này. Em sale sốc luôn, sale lỗ vốn luôn. Ai lấy comment cho em, các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu là mặc đẹp rồi. Cứ 55 cân quay đầu nhá, nếu mà nặng hơn thì chắc là không vừa. Đấy, giãn thoải mái luôn. Giãn như thế này cơ mà các chị này. Giãn thoải mái như thế này này. Nào có ai lấy quần này nữa không, để em qua mẫu khác nào. Mẫu không rách này cũng rất là đẹp này các chị này. Mẫu không rách rất là đẹp luôn. Đấy, lần trước nó có hơi mài mài một tí. Chị cầm hàng lê 60k rách rồi, ok chốt cho chị. Cầm hàng lê một mã 60k rách. Cầm hàng lê có đơn ở đây rồi. Ok chị. Chị ơi em còn một áo ren hồng này, em chốt luôn cho chị nhá. Áo ren thì em chỉ có mã màu hồng này thôi, em chốt luôn cho chị nhá. Để mai em gửi hàng cho chị này. Mẹ có bao chị cho số điện thoại địa chỉ luôn không? Áo hồng để em để luôn cho chị nhá. Đây còn áo trắng em đang mặc này, có ai lấy nốt áo trắng em đang mặc không? Áo trắng em đang mặc sale 80k. Ai ạ? À? Cầm hàng lê là đơn vài chấm bi hôm qua ấy. Vài chấm bi cơ mà. Sáng nay lúc mẹ gọi. Nào, có chị nào lấy sóc bò này không? Để em chốt nè, không rách. Đây mã không rách 60k nha, 60k luôn nha. Ok, em có địa chỉ của chị đây rồi. Đây nha các chị nha, tiếp một mã áo phông này. Mã áo phông mặc dấu quần nhá chị này. Mã áo phông mặc dấu quần nhá các chị nhá. Mã này các chị cao dưới 1m6 thì mặc thành váy luôn. Cao dưới 1m6 thì mặc thành váy luôn nhá mọi người nhá. Mã này em còn 3 chiếc theo nốt này. Hàng Quảng Châu đẹp nhá. Hàng Quảng Châu đẹp, hàng này là hàng 150. Quần là 55 cân đổ lại là vừa.
Quần 55 cân đổ lại mặc vừa chị ạ. Đây, mã này là 150 sale cũng còn 100. Hết 60k còn mẫu nào nữa không? 60k thì em còn mẫu rách với không rách thôi chị ạ. 60k có mẫu rách không rách. Đây mã này sale xuống còn 80 này. 150 sale xuống còn 80, hàng Quảng Châu xịn đẹp luôn. Chị nào cao dưới 1m6 là mặc thành váy luôn nhá. Đây, hàng Quảng Châu xịn đẹp luôn nhá. Đây là màu hồng này. Màu hồng tôm nhá, màu hồng tôm này các chị này. Màu hồng tôm, màu trắng và màu đen. Màu hồng tôm, màu trắng và màu đen. Hàng Quảng Châu xịn, hàng trăm mấy rồi sale bằng một nửa luôn. Đây, quá đẹp luôn này các chị này. Quá đẹp luôn, xẻ nhá, xẻ hai bên nhá. Chị nào cao dưới 1m6 thì mặc thành váy luôn nha, mặc thành váy cũng được nha. Đấy, nhưng mà áo kiểu áo tố quần ấy. Còn màu hồng tôm này, màu đen và màu trắng. Chị nào lấy màu nào comment cho em. 150 treo xuống còn 80k thôi, chất cốt tông mát lạnh luôn. Đấy, chất cốt tông mát lạnh luôn nhá mọi người nhá, mặc thành váy cũng được nhá. Các chị mặc thành váy cũng được. Quá xinh luôn này. Em sale 80k chị nào lấy comment nhanh, còn 3 chiếc. Còn 3 chiếc chị nào lấy comment nhanh này, số lượng có hạn này, còn 3 chiếc này, trắng, hồng và đen. Trắng, hồng và đen. 60k không rách. Áo này các chị tầm khoảng 55 60. Từ 40 đến 60 cân. Ai nhỏ là mặc thành váy luôn. Còn ai cao thì mặc là áo đấu quần. Đây 60k không rách này, chị Phạm Ngọc Lan này. Đây 60k không rách nha, xin chào chị Hảo em. Đây 60k không rách đây. Ai lấy 60k không rách thì comment cho em. Mã sóc bò này 55 cân quay đầu lại mặc vừa. 55 cân quay đầu lại mặc vừa nhá. Nào có chị nào chốt mã này không? Mã này đẹp quá này. Mã này đẹp quá mà em đang sale nhá. 80k nhá, chất mát lạnh luôn, hàng Quảng Châu xịn luôn này, cái này. Hàng xịn luôn nhá. Màu hồng tôm, màu trắng và màu đen. Chị nào lấy màu nào comment cho em, màu hồng này mặc lên tôn da lắm này. Bốn hai cân 1m53 vừa xinh nhá, mặc thành váy luôn cũng được. Đây là mặc thành váy luôn. Đây là váy luôn, quá đẹp luôn. 42 cân 1m53 quá đẹp luôn nhá. Chị nào từ 1m55 đổ lại là mặc thành váy đẹp luôn, hàng Quảng Châu xịn, mình toàn bán 160 bây giờ sale đấy, toàn hàng 150 160 trở lên thôi. Em sale còn một nửa, không phải là hàng xưởng đâu, chất xịn luôn á. Chị này cho mình hai quần ngố. Quần ngố là gì, có quần ngố đâu, quần ngố sao mấy cái quần sóc chứ nhỉ. Đây chị nào lấy comment cho em này, em có cả đen nhá, màu hồng, màu đen và màu trắng. Chị nào cao cứ dưới 1m6 là có thể mặc thành váy hoặc là mặc áo dấu quần, tùy các chị. Tùy các chị nhá, mặc thành áo dấu quần cũng được. 60kg thì là cao thì vừa. 60kg thì cao từ 1m6 trở lên thì vừa. Đây đẹp lắm, chất cốt tông mát lạnh luôn. Chất cốt tông mát lạnh nhá các chị nhá. Có ai lấy mã này không nào? Xin đông lấy hồng cho xin số điện thoại. Sale rẻ bằng một nửa giá bình thường luôn, chất này xịn lắm luôn, siêu mát nha. Nào chị nào lấy màu nào, comment màu kèm số điện thoại cho em. Số lượng có hạn nha, em chỉ còn 3 chiếc thôi. Màu kèm số điện thoại cho em nhá, em chỉ còn 3 chiếc này. Chỉ còn 3 chiếc thôi. Rồi ok cho em số điện thoại đi chị Sinh Bông ơi. Đây, cho em xin số điện thoại. 80k dành cho mọi người chia sẻ livestream 3 lần nhá. 80k mọi người chia sẻ livestream 3 lần cho em nào. Đây chị Sinh Bông cho em kèm số điện thoại để em chốt đi. Mét 6 vừa nhá chị Hương Diệu Võ ơi, có vừa nhá. Nào chị Sinh Bông chốt hồng nhá, chị Sinh Bông này, cho em số điện thoại, comment số điện thoại cho em. Quá đẹp luôn, đang sale, em đang sale rẻ, mọi người nhanh tay mua nhá. Em chốt cho chị Trinh Bông rồi nhá. Mua được hàng này thì quá là đèo. Hàng Quảng Châu xịn chứ không phải là hàng xưởng. Hàng xưởng người ta đã bán 100 mấy 120. Đây hàng Quảng Châu xịn. Hàng Quảng Châu xịn đấy nhá, không phải hàng xưởng đâu. Hàng tốt bán
chất mát lạnh luôn. Chất mát lạnh luôn đây này, đây đính kim sa lấp lánh luôn này. Có một chiếc đen này, còn một chiếc đen là một chiếc trắng này, chị nào lấy nốt này 80k này, quá bèo luôn nhá. Quá bèo luôn, chị nào lấy nốt đi nào, 80k. Combo nha, combo hai chiếc là 160, chị nào lấy đi comment cho em. Em ở Tuyên Quang nhá. 53 cân quá đẹp luôn, mã này kể cả các chị 60 cân quay đầu vẫn được. Em còn màu đen với lại màu trắng, ai lấy comment này. Quá bèo luôn, giá quá rẻ luôn. Đấy, các chị cao dưới 1m6 các chị mặc thành váy không vấn đề gì nhá. Mặc thành váy luôn, ai cao trên 1m6 thì mặc áo gấu quần. Cực kỳ là trẻ trung luôn. Hàng Quảng Châu xịn đẹp, các chị nhìn này. Các chị mà mua được cái áo này nhá, váy này nhá, giá vừa rẻ mà chất lại còn cực đẹp, không bao giờ bay não mà biết xù xước thì là gì luôn. Em đảm bảo mọi người là không bao giờ xù xước luôn. Đấy. Có ai chốt màu trắng màu đen cho em không? Để em qua mẫu. Đẹp quá luôn, rẻ, ôi là rẻ. Ai chốt trắng thì comment trắng, ai chốt đen thì comment đen. Tại vì là mấy hôm nay tương tác nó kém ý, thì rất là ít người vào xem, chứ không mã này em dơ lên em xeo cái là hết ngay. Này Facebook thì sao ấy? À đến đầu gối. Chị mặc đến đầu gối luôn. Có đến đầu gối nhá, xinh bông nhá. Cao có 1m53 thì mặc thành váy luôn đấy. Đẹp quá đẹp luôn. Thực ra nó cũng là váy mà, chẳng qua là em cao thì em mặc là áo váy thôi. Em ở Tuyên Quang. Đen thì chẳng ai lấy comment. Nhanh tay comment. Chị Hà Linh Đoan ơi, 150 sale xuống còn 80k thôi. Quá sốc luôn. Còn một chiếc màu cam đất này là váy này. Đây nha, cái này 55 cân quay đầu này. Màu cam đất này 55 cân quay đầu là đẹp nhá chị nhá. 80k nốt này. Các chị nhìn tem mác nhà em toàn bộ là hàng đẹp như thế này luôn. Bông cái chốt luôn một đôi mà không đẹp, không lấy tiền luôn. Hàng này hàng toàn hàng bắt xịn luôn, theo nốt đi. Em cao 1m6, 60, 61 gì tầm đấy. Đây còn một cái cam đất này. Cái cam đất này thì dài hơn nhá. Các chị cao hơn 1m6 một tí, 1m62. Đấy. Các chị cao trên 1m6 thì là mặc tới gối. Còn các chị cao dưới 1m6 là mặc qua gối hình con chó này. Ai lấy nâu đất thì comment nâu đất cho em nha. 80k nha. 80k 55 cân quay đầu bao đẹp này. 55 cân quay đầu bao đẹp nhá. 80k có chị nào lấy không nè? Chị nào lấy comment nâu đất kèm số điện thoại cho em. Đây còn một nâu đất này, ai bạn nào chốt thì chốt luôn cho mình nhé. Hôm nay sale bằng một nửa giá bình thường luôn. Đây các bạn xem chất của nó, hàng Quảng Châu cực mát luôn ấy, rất đẹp lắm, siêu mát luôn. Hàng này không bao giờ có cái giá như này đâu. Bây giờ nó mỗi mã chỉ còn một cái ấy, lục ra nó còn. Bây giờ sale siêu rẻ, giảm 50% giá luôn á. Ai lấy thì comment cho mình nha, rất là đẹp luôn ạ. Có bạn nào lấy lớp váy này không? Chào Đặng Ngọc Thuận nhé. Mọi người vào xem like, chia sẻ like giúp mình với. Bạn nào lấy váy này không ạ? Nào lấy thì comment cho mình nha. Đi qua mẫu khác hết. Mọi người 80k Thắm ơi.
80 nhá. May sale chỉ có 80 thôi, hàng trăm mấy may sale 80. Tại sao? Hôm nay lại có gì ấy? Khách sẽ vào lại. Mọi người ơi, mạng lag lắm, mọi người đừng có bắn tin thả like nha. Ai bắn tin bắn like thì dừng lại giúp mình nha. Mạng lag không xem được nên đừng bắn tin nha. Gần mai đây em lên thử nhá, quần khóc bò nhiều mã lắm, nhiều mẫu lắm, mẫu mã rất là nhiều luôn. Em ở gần, em mai em qua nhà chị thử luôn nhá. Hoặc là em xem ly lai á, ưng mẫu nào thì chọn. Đây nha chị nha, nào mọi người chia sẻ cho em. Ôi nhờ, hôm nay hạn kém nhờ. Nào các chị ơi, nào qua một mẫu này. Qua một mẫu nha. Váy, qua một mẫu váy. Móc cái này rồi. Qua một mẫu váy này các chị này, qua một mẫu váy này có 3 màu nhá, màu vàng bi và hoa, hoa vàng bi và hoa tím tham. Comment vàng bi và hoa cho em nhá, vàng bi và hoa. Mã này em sale 99k này các chị, tầm khoảng 5-6-5-7 cân quay đầu mặc vừa nhá, 5-6-5-7 cân quay đầu vừa đẹp nhá, từ 40 cân đến 5-6-5-7 cân là cùng thôi nhá mọi người nhá. Xin bông chia sẻ rồi, cảm ơn xin bông nha. Mọi người vào xem like chia sẻ giúp mình nhá. Đây qua mã váy này rất là xinh luôn này. Hàng von lụa mềm đẹp. Các bạn nào đây chốt thì chốt nhá. Các bạn từ 40 đến khoảng tầm 57-58 cân, 56-57 cân này. Có màu vàng này và bi và hoa nhá. Còn màu vàng, bi và hoa, ai lấy màu nào comment cho em. Vàng, bi và hoa. Sale 99k, chị nào lấy màu nào comment màu cho em nhá. Đấy, chó giống váy lần trước em mua đấy, cũng kiểu đấy. Ly thử cái váy vàng bi đằng sau mình xem với. Vàng bi đằng sau cái váy đấy bé lắm, em không vừa đâu. Cái váy đấy dành cho các chị 44 con quay đầu thôi. Thôi rồi ok, chị Hoàng Hiên lại chấm bi này. Chị Hoàng Hiên là ra lâu lắm rồi, hôm nay mới thấy tình yêu vào xem mua đồ cho em này. Hoàng Hiên mua cả đôi đi, đẹp lắm, đang sale rẻ mà chất của nó cực kỳ là đẹp luôn này. Ai mua combo là 90k một cái, ai mua lẻ là 100. Mua combo thì hai cái chỉ là 180.000 hai cái thôi. Thêm mấy chục nghìn mà hai cái luôn. Combo em đỡ nhiều rồi chị Kiều Hạnh ạ. Cảm ơn các tình yêu nha, ai cũng quan tâm hết. Cảm ơn mọi người ạ. Đây nha, em còn hoa và vàng này. Đây, hoa này nhìn mát rồi đấy này. Hoa này nhìn mát cực kỳ luôn. Và màu vàng nhá nhá. Em còn hoa như em đang mặc và vàng này. Sale là 99k nhá. Các chị tầm khoảng từ 40 cân đến 56-57 cân quay đầu mặc đẹp. Em một Tuyên Quang nhá. À, lấy chị chấm bi về quê nhổ lạc ấy, hôm nay mới có mạng để vào xem chị Hoàng Hiên. Hả nào lâu lắm rồi không thấy tình yêu vào xem. Kiểu chị về Hàm Yên hay sao ấy, không biết phải quê chị Hàm Yên đâu. Đúng rồi, sao chấm bi em hết rồi này, em còn hai màu này này,
Em còn hoa vàng và hoa nhem đang mặc nhá. Chị nào lấy màu nào comment cho em. 99k nhá, sale rất là rẻ luôn. Sale rất là rẻ luôn này. Sale rất là rẻ luôn, ai lấy comment nhá. Comment cho em. Nhà em sale rẻ lắm, các chị không mua đâu được cái váy đẹp như này mà rẻ như này, em đảm bảo luôn. Họ toàn bán 150 nghìn ấy. Em đỡ rồi chị Hạnh ạ. À, cảm ơn tình yêu nhá. Đây ạ, à, các shop khác đều bán trên 150.000 hết nha các chị nhá. Đều bán trên 150.000 hết. Em còn mấy chiếc này sale này, hoa vàng và hoa nhem đang mặc. Ai lấy thì comment cho em. Comment cho em nhá. Để em qua mạng khác. Chị Đặng Ngọc Thuận nhỏ lắm. Thì phải chị Đặng Ngọc Thuận nhỏ không? Có váy có tay đi làm thì có. À, có váy trắng đấy. Thế nào? Váy trắng nhỏ rất là thay mờ. Cái hồng treo đầu tiên chị bảo vừa không chị, à, chị Yên vừa đấy, chị Yên có 52 cân vừa thoải mái. Chắc là vừa ấy chị ạ. Yên vừa, Yên thì có 52, 53 cân mà, 52 cân mà. Đây tiếp một mã đôi cá siêu xinh này các chị này. Tiếp một mã đuôi cá siêu xinh ấy nhá. Mã này em còn 2 chiếc này. Tím than và đen nhá. Hoa màu tím than và hoa màu đen này các chị này. Sale là 89k nhá các chị nhá. Sale 89k dành cho các chị từ 46, 47 cân đến 56, 57 cân. Mã này thì các chị có thể nâng dây lên. Nếu mà ai không thích hở thì mọi người có thể nâng dây lên nhá. Nâng dây lên này. Không hở tí nào luôn. Các chị không thích hở thì mọi người có thể nâng dây lên nhá. Nâng dây thoải mái luôn, không hở nhá mọi người nhá. 89k dành cho những ai chia sẻ livestream này. Bực lắm nhá, mà mặc hôm nay đá World Cup trận gì ấy. Bực hết cả người vậy. Thế nên hôm nay mặc kén. Đây nha các chị nha, đây váy dây còn 2 chiếc này. Còn 2 chiếc xem nốt. Còn 2 chiếc em xem nốt này. Chất vải đẹp lắm, mã này chất cực đẹp luôn ấy. Siêu mềm đẹp luôn. Má. Siêu mềm siêu đẹp luôn. Còn rẻ nữa, rẻ nhất. 89k nhá nhá. Bên dưới là đuôi cá này. Đuôi cá xinh chưa này. Nào sale 89k nào các chị nào. Có ai chốt mã này không nào? Có ai chốt mã này thì comment cho em nào. 89k kèm số điện thoại nhá, còn 2 màu. Còn 2 chiếc 2 màu thôi ạ. Nào em còn 2 chiếc 2 màu nào, các chị có chốt mã này không nào? Em qua mẫu ạ. Thế nên là mọi người có đâu có vào xem được đâu. Hát tập vào lại. Mọi người ơi, mọi người xem like được không nè? Đấy, còn mỗi 12 người thôi. Em thoát ra vào lại nhé mọi người nhá. Tại vì mạng kém quá, nhiều người không xem được ý. Nhiều chị không xem được, em thoát ra vào lại nhá.